Xin chào tất cả các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp Thể Thao. Thì hôm nay bên em có một xe đi một đơn này, đơn dốc Rider, địa hình giá 6,8 triệu đi Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang ở bước cục Việt Theo để gửi hàng đi cho các bác đây. Dốc Rider 6,8 triệu đi Hồ Chí Minh. Thì hiện tại em đang ở bước cục Việt Theo để gửi hàng đi cho các bác. Chưa em gửi thùng hàng á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.